1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, no, no. Five. Đếm được sợi chốt nè. Five. Không. Chúc đề ráp vô. Ráp vô. Ok, chịu sure? Đúng rồi. Ok. Chúc đề giống như cái này nè. Rồi, coi con làm bây giờ đó. Ráp nha. Mình không biết gì hết trơn rồi. Rồi. Qua cái này từ từ lên. Rồi, điểm này xin rảm một chút đi. Color to green. Thế con chỉ có được. To green. 4, 4, 8. Tùy con đó. Rồi, sao nữa? Ok. 8. 3, 5, 8. Rồi. Này. Color to green and 6 blue. To green. Khi nào con làm cái này ngày mai thì cô giáo cho con nửa sticker. Ok. Này, đi làm homework nha. Rồi, to green. Blue. Blue gì? 6 blue. 6 blue, chứ mà blue, 6 blue. Mẹ đọc ngược không? Mẹ phải học tiếng Anh chứ. Sau rồi mẹ là America. America. Yeah, mẹ mẹ có vitamin không ạ? À? Vitamin à? True green. Sick. Sick blue. Rồi. Ok. Không. Two. True. Is. 1, 2, 3. Ráp nhau là bằng nhau. Ráp nhau là bằng nhau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And two is six and eight. Nè, two is six and eight. And eight. Okay. Rồi. Two. Còn cái này, nè cái này part hole. Part hole. Okay. Nè, hai cái này là hole. Hai cái này là part, còn một cái này là hole. Hole. Rồi. Done. Homework. Wow. Còn mai là sticker. Đây, Rút đi làm homework xong rồi. Giỏi chưa? Về nhà làm homework. Ok, nè. Về nhà làm homework của thầy giỏi lắm. Cái này ở trên trường. No. Để tên. Vô anh em. Hồi để một cái thôi hả? Không, để một cái tại nó không nói đêm đâu. Nó không nói đếch nữa. Không nói đếch. Đếch, hôm nay ngày mấy? Today. Đếch. Today. Today, 3 minus 6 minus 19. 19. 2. Wait. 2019. Yeah. Rồi. Học giỏi con xong rồi. Rồi, đọc bài cho cô giáo nha. Rồi. Whitney. Rồi, nộp bài cho cô giáo mai làm homework xong nha. Để cho con mở ra. Rồi. Ok. You done. Mai làm nữa homework nha. Bye bye. Con gái làm homework xong rồi. Bye bye.